Nếu giao tranh tuyệt đối, nếu mà có giao tranh thì phải chắc chắn 100% mình phải giết được nó, còn không là thua vậy thôi. Thì anh em đã xác định giao tranh thì anh em phải xác định là anh em giết được nó, đúng không? Anh em xác định giao tranh mà anh em lại sợ anh em bị nó giết thì chắc ăn anh em bị nó giết á. Thì cái gì anh em sợ thì cái đó sẽ thành hiện thực, đơn giản vậy thôi. Ai, đâu rồi? Cũng không có dầu gì ngon cả. Cái pha nãy mình lại bị bo đốt hơi nhiều. Nãy mình phải vô bo trước nó xíu mới được. Nếu mà top 1 cũng nên chuẩn 10 điểm à, chứ không có nhiều đâu. Mời 60 với cái này ổn không ta? Không ổn chút nào. Nãy nhỏ kia nhảy ra mà nó cầm cây M857 là mình thấy biết số phận của mình rồi. Tại đơn giản thì cái tầm đó mình chơi không được nào chơi lại 1857 chứ. Trừ trường hợp là nó bắn hụt thôi. Nếu mà nó bắn hụt chắc thằng kia nó không chết. Hay. Ủa các bạn điểm lên đại kiến tướng hả? Chưa đâu em ơi, không biết là anh em bao nhiêu điểm nhưng mà anh em phải lọt vô top 300 mới được. Không có con số điểm cụ thể nào để chứng tỏ anh em là đại kiến tướng hết trơn á. Huyền thoại là 3k2 mà đại kiến tướng có thể là 3k2, cũng có thể là 3k1 chín mấy, cũng hay 3k1 mấy. Không có một cái số hâm số nào nó chứng minh là anh em có thể lên đại kiến tướng được. Là anh em cứ bắn đi, chừng nào mà anh em lọt vô top thì anh em sẽ được. Cho dù bây giờ anh em leo trong vòng 24 giờ đầu tiên nhưng mà anh em 3.200 điểm, anh em vẫn không lên được đại kiến tướng. Tại vì mấy thằng cái trên kia nó leo mười mấy tiếng, 20 tiếng thôi là nó lên lên 3.200 trơn rồi. Tức là cái thời điểm mà anh em lên đại kiến tướng thì nó tức là nó đã lên được 3k3. Thì nó sẽ đá anh em ra khỏi đại kiến tướng luôn. Đó là vậy á. Em mới leo điện thoại lúc chiều. Ok, chúc mừng sắp bằng lời game Minh nha. Em mới học xong nên em mới xem anh được. Ừ đúng rồi, học xong rồi hả xem. Chứ thôi là bị ba mẹ la chết. Nhện anh mới chấm hả? Ừ. Anh cũng không nhớ nữa, để hồi lấy ra show nhện nha. In gì thôi mà tập 1 thì mới khó còn cộng điểm. 125 like anh. 152. Thì tiếng game của anh bị delay, đúng rồi. Nó bị delay. Bởi vì lúc clip làm clip cho mọi người thì nó không được hay cho lắm á. Anh chơi Free Fire bao nhiêu lâu rồi hả? Anh nhớ là hơn 2 năm rồi em ơi. Từ lúc mà anh lên đại học tới giờ á, mà giờ anh học đại học hết đại học năm 2 rồi mà anh nghỉ luôn rồi. Thì chắc là hơn 2 năm. Từ lúc mà anh chưa vô đại học nữa. Nếu đầu mùa lên solo hả? Anh nghĩ là cũng có thể dễ nhưng mà cũng có thể khó. Đầu mùa thì anh nghĩ là anh em nên đi thêm 2 đi. Đầu mùa đi thêm 2 là một lời xuyên chân thành của anh. Rồi bản đồ không có nào chạy ra chưa?
Anh review hạt đi, hạt anh có gì đâu mà review. Đậu xanh. Gánh hai dễ hơn, bắn mình kết dễ với đỡ tâm lý. Đúng rồi, thêm hai thì dễ để đỡ tâm lý hơn. Anh lên được mấy mùi điện thoại hả? Anh nhớ, anh cũng không nhớ là mùa mấy nữa, hình như mùa 13 hoặc là mùa 14 á. Cũng có thể là mùa 12. Dễ bị lẫn lộn giữa mùa ganh với lại mùa héo cực lắm. Hello HCD nha. Em không người đi chung. Trần nghiệp chưa? Mình không biết cách nào để mà chỉnh lại cái âm thanh này nè. Thời luôn á. Không chỉnh sao lạng quạng, không có nghe tiếng gì luôn. Hello Thâm Phước nha. Anh đánh bằng PC à? Đúng rồi em. Anh chơi giả lập Not Player nha. Not Player. Đây này nó khá là dễ chơi. Trò này gắt hơn trận nãy. Gắt hay không gắt không quan trọng, quan trọng là em vô anh em có bị nó giết trước hay không. Đúng rồi anh em. Nói chung là mình tối ngày chỉ quay quẩn ngoài bo thôi. Mình quên nữa anh em á, khi mà anh em có nghe một ai đó nói, thậm chí là người bạn của anh em nói là double là hèn hay nhát gì đó, dở gì đó, thì anh em đừng bận tâm. Mình lúc sáng clip mà mình leo quanh mình có nói với anh em rồi, mình leo quanh cho bản thân mình chứ họ đâu leo quanh cho mình đâu. Họ nói rằng cho họ chăm chọc cho anh em leo quanh không được thôi, rằng cho anh em vô bắn bậy bắn bạ rồi rớt ganh chơi đó. Mình leo ganh cho bản thân mình thì mình đừng có nó nghe ai gì nghĩ hết trơn á. Nếu mà anh em lỡ anh em nghe tụi nó nói vậy rồi anh em không đi leo ganh theo cứng núp mà anh em cứ nhảy cổng trời, cứ nhảy chỗ đông người anh em bắn tới thì một trận hai trận thì anh em có thể lo được. Mà không lẽ trận nào anh em cũng gặp mấy thằng boss thì để cho anh em bắn như thế sao? Đúng không? Núi cao còn núi cao, có núi cát cao hơn. Bác gấu nhảy cổng trời, bác gấu chơi còn chịu không nổi nữa mà nó chơi giờ mọi người. Chứ mà ai cũng vậy hết trơn á. Đường này đã có thằng loot. Lướt phía bên đây xong rồi chạy cho bo rồi. Trời anh không à, anh không xâm phạm về lãnh thổ mình là được. Ây da, leo ganh núp. Leo ganh nào mà chả núp. Không núp không phải là quyền thoại. Có à... Mấy bạn có thấy ông nào mà tối ngày đi săn mà lên được quyền thoại hoài đúng không? Lên quyền thoại lên đại kiện tướng không? Chỉ có mấy thằng hát thôi. Thề. Có mấy thằng hát mấy đi săn mà tối ngày nó lên được đại kiện tướng hoài á. Tại đơn giản thì thằng kia mấy người ta núp chỗ nào nó cũng biết hết trơn á. Thì chẳng trách tại sao mà nó lại biết.
Rồi cũng không xa lắm. Tự nhiên cầm M60 hoài nhỉ, có ổn không ta? Như nãy giờ mình thấy nó không ổn ổn sao sao á. Nó bắn không được ngon cho lắm. Nhiều skin quá thì anh em sẽ lựa chọn một trong những skin mà anh em thích. Tao mà chứ không phải đi săn. Đúng rồi, game sinh tồn chứ không phải game đi săn đâu. Cái đội xanh trên đây cũng có xác à. Keo không? Có chứ mà có. Thấy không? Mình chạy hồi còn 11 thằng. Nếu mà vô bo lúc này thì có top rồi đó. Mình cũng đi săn được vậy. Nói chung đi săn cũng là một hình thức để mà anh em chứng tỏ cái khả năng của anh em. Mà leo gank thì anh em nên hạn chế cái tôi lại đi. Mình khuyên chân thành đó. Không ai leo gank mà nói ừ tôi gank. Tôi bắn con 3 con 4 được nè, tôi nhảy con trời chơi. Nghĩ làm gì? Hầu hết những người chơi Wi-Fi đều hiểu sai lệch về cái ý nghĩa của từ sống dai thành huyền thoại. Sợ nếu mà chạy sâu quá thì có thể bị bắn. Top 10 vẫn bị trừ nha anh em. Ở gank này. Cái gank có mọi người á thì thời điểm này thì anh em sẽ được cộng rồi, đừng lo. À. Đúng không? Càng lên cao thì anh em phải đặt cái top của anh em lên hàng đầu. Xét luôn. Mình sợ cái cảm giác mà bị nó sôi cái tay hoặc là sôi cái chân đó. Sáng cái clip mà mình làm cho anh em xem đó, đó là clip bị sôi tay đó. Đứng mà lú cái tay ra, lú cái tay chút xíu thôi, một giây thôi. Viên cái đúp đẩy, một viên cái đúp là không phải mấy giây đó. Thêm 3-4 viên mỗi năm nữa là đi rồi. Câu trả lời đặt ra là đừng nên để lộ bất cứ thứ gì cho người khác có thể thu tâm. Không phải thu tâm mà là nó phải ke chứ không phải thu tâm. Ke thấy đỏ là bắn à. Cái thằng bắn, cái thằng giết này là thằng cùng thủ phạm với thằng mà kia. Mất nhắm được không nhỉ? Thì đơn giản là mình không biết, là còn bất ngờ mình chưa thấy. Rồi trên nhà có người luôn. Ok em phải. Cái đầu của hai chắc không có người rồi, tại vì nó cho em một đàn đi.
chơi gì mới được. Nên xài nỏ hơn là phóng lựu. Một kia đầu tiên rồi. Rồi giờ với đời mỗi thằng một góc. Chuẩn bị có tiếng súng nè. Ôi đã mới hạ luôn kìa. Thì nó sẽ có lợi rồi. Dấu chấm mình đánh dấu rồi, nó đang ở trong bo. Hết chi tìm địa chỉ cái thằng còn lại. Nếu không tìm được chỉ thằng còn lại thì có thể là mình sẽ bị bắn thương đó. Chống là được rồi. Chắc do nãy giờ mà im quá nên thua trận kia. Nó có 14 điểm mà trời. Chán rồi chứ.